Chào mừng các bạn đã đến với kênh NHVD Channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể tạo nhiều tài khoản trên một cái Gmail. Thì việc đầu tiên là các bạn sẽ truy cập vào cái trang YouTube giúp mình. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn trên một cái tài khoản YouTube khác của mình. Thì việc đầu tiên là các bạn sẽ truy cập giúp mình vào cái giao diện của YouTube. Thì ở bên tay trái của cái cửa sổ của cái giao diện YouTube, các bạn sẽ kéo xuống và nhấp vào phần cài đặt giúp mình. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiển thị ra được một cái phần là mục cài đặt. Các bạn sẽ nhấp vào mục tài khoản giúp mình. Thì ở đây các bạn sẽ bấm cho mình vào cái phần thêm hoặc quản lý các kênh của bạn. Đây là khi mà các bạn nhấp vào cái mục này thì nó sẽ giúp các bạn có thể tạo ra một cái kênh mới, giúp cho các bạn có thể thêm được một cái kênh hoặc với những cái nội dung mới đặc sắc hơn của các bạn. Thì các bạn sẽ nhấp thêm hoặc quản lý các kênh của bạn giúp mình. Thì khi các bạn nhấp vào thì nó sẽ chuyển các bạn sang để có thể tạo cái kênh trên giao diện mới. Thì các bạn sẽ nhấp vào phần tạo kênh. Thì ở đây trên YouTube họ sẽ yêu cầu các bạn đặt một cái tên mới. Thì ở đây các bạn sẽ lưu ý giúp mình, đây là một cái kênh thương hiệu. Thì kênh thương hiệu nó sẽ khác với cái kênh chính của các bạn. Thì kênh thương hiệu có đặc điểm là các bạn sẽ thuận tiện trong cái việc chuyển đổi kênh sau này. Nếu mà các bạn có một cái kênh mới hoặc là các bạn muốn chuyển cái kênh mà các bạn đang làm sang một cái kênh thương mại mới, thì các thương hiệu mới thì các bạn có thể dễ dàng và thực hiện nó. Hoặc là các bạn nếu mà các bạn sử dụng cái tài khoản Gmail của các bạn và sau này các bạn muốn chuyển sang một cái Gmail mới thì nó sẽ rất dễ dàng để thực hiện cái điều này. Thì những cái hướng dẫn mà để tạo chuyển sang một cái Gmail mới thì mình sẽ hướng dẫn ở các video tiếp theo. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể tạo kênh này. Thì các bạn sẽ đặt một cái tên kênh bất kỳ. Ở đây các bạn có thể đặt giống cái tên của cái kênh chính của các bạn hoặc là các bạn sẽ đặt một cái tên khác. Thì ở đây mình sẽ đặt cái tên kênh thương mại tương tự với cái kênh mà chính của mình. Sau khi mà các bạn đã đặt tên hoàn tất, các bạn sẽ nhấp vào ô tôi hiểu rằng tôi đang tạo một tài khoản Google để mình có thể tạo một cái tên mới. Sau đó các bạn sẽ nhấp vào cái phần tạo. Các bạn sẽ chờ trong giây lát thì YouTube họ đã tạo ra một cái kênh tương tự với cái kênh mà chính của các bạn, cái kênh mà các bạn đang sử dụng. Thì ở đây nếu mà các bạn muốn chuyển đổi giữa các tài khoản kênh chính và tài khoản của kênh thương hiệu thì các bạn sẽ nhấp vào đây với mình cái phần chuyển đổi tài khoản. Các bạn sẽ thấy đây là những cái tên kênh mà các bạn đang quản lý. Thì các bạn có nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi là làm sao phân biệt được kênh nào là kênh quản lý và kênh nào là kênh thương hiệu. Thì các bạn sẽ nhấp vào phần quản lý tài khoản Google của bạn giúp mình. Thì ở đây sau khi các bạn nhấp vào, các bạn sẽ nhấp vào cái mục tài khoản Google, cái biểu tượng ở phía trên giúp mình. Thì nó sẽ thể hiện ra được cho các bạn đây là bạn đang dùng tài khoản thương hiệu, còn đây là cái tài khoản của kênh chính. Thì nếu mà các bạn muốn chuyển đổi giữa các tài khoản này thì các bạn sẽ nhấp vào để lựa chọn. Thì nó sẽ chuyển cho các bạn. Thì các bạn cũng có thể nhấp để theo dõi. Các bạn sẽ thấy đây là cái kênh chính của các bạn, còn đây là cái tài khoản thương hiệu. Thì nó sẽ thuận tiện cho các bạn để có thể mà chỉnh sửa hoặc là thêm những cái thông tin khác. Thì ở đây nếu mà các bạn muốn đăng những cái hình ảnh thì các bạn sẽ nhấp vào phần tùy chỉnh kênh. Các bạn có thể tiến hành chỉnh sửa những cái thông tin trên đây như là cái giao diện của kênh mới. Các bạn có thể thêm vào bố cục cái video giới thiệu những cái hình ảnh mà các bạn có thể up lên. Nó sẽ rất là tương tự như là cái kênh của kia của các bạn. Thì sau khi các bạn đã tạo một cái kênh thương hiệu và mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một mục nữa là nếu mà các bạn không muốn sử dụng cái kênh thương hiệu này và các bạn muốn xóa cái kênh thương hiệu thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì các bạn sẽ truy cập vào giao diện YouTube giúp mình. Thì ở đây các bạn sẽ nhấp vào cái biểu tượng của YouTube.
Thì các bạn phải lưu ý là đây là các bạn sẽ phải lựa chọn đúng các tài khoản mà các bạn muốn xóa. Vì khi nếu mà các bạn chọn nhầm thì các bạn sẽ vô tình xóa lại cái kênh, mất cái kênh YouTube mà các bạn đã gây dựng trước đó. Thì nó cũng có khả năng là có thể sẽ khôi phục lại được cái tài khoản này, nhưng nó có thể sẽ bị ảnh hưởng đến những cái dữ liệu của bạn trước đó. Thì ở đây các bạn sẽ nhấp vào phần quản lý tài khoản Google giúp mình. Thì ở đây các bạn sẽ nhấp tiếp cái phần tài khoản Google, các bạn nhấp vào quản lý tài khoản. Nó sẽ hiện ra cho các bạn những cái thông tin. Ở đây các bạn có thể là xem được cái ai đang quản lý quyền ở cái trang này. Thì ở đây họ sẽ yêu cầu các bạn sẽ nhập cái password của cái Gmail mà các bạn đang sở hữu. Các bạn sẽ nhấp vào cái mật khẩu và bấm tiếp theo giúp mình. Họ sẽ gửi về cho các bạn những cái thiết bị mà các bạn để có thể yêu cầu cái xác minh. Thì các bạn sẽ đăng nhập trên cái thiết bị mà các bạn đã sử dụng để thực hiện những cái việc xác nhận này. Các bạn sẽ bấm xác nhận trên điện thoại giúp mình. Thì khi mà các bạn đã bấm xác nhận thì nó sẽ cho bạn cái quyền để có thể chỉnh sửa những cái thông tin trong cái tài khoản này. Thì các bạn sẽ bấm, nếu mà các bạn muốn xóa thì các bạn sẽ nhấp vào phần xóa tài khoản giúp mình. Ở đây YouTube họ sẽ nhắc lại cho các bạn thêm một lần nữa là các bạn phải xem cân nhắc kỹ những cái mục này. Thì nếu mà các bạn đã đọc kỹ những cái nội dung này, các bạn sẽ bấm đồng ý và nhấp vào những cái mục để xác nhận cái điều đó. Sau đó các bạn sẽ nhấp vào phần xóa tài khoản. Vậy là cái tài khoản thương hiệu của bạn đã được xóa hoàn toàn ở trên YouTube. Thì cái video hướng dẫn các bạn cách để có thể tạo nhiều tài khoản YouTube trên một cái tài khoản Gmail duy nhất. Thì các bạn nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng comment ở dưới video. Mình rất vui nhận được những cái ý kiến đóng góp cũng như là phản hồi của các bạn. Thì thân ái xin chào các bạn và hẹn gặp lại.